Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3841 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt được xây dựng tại xã Đông Nam trên tổng diện tích 200.000 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư 647,413 tỷ đồng, sử dụng công nghệ vi sinh kết hợp với đốt để tái chế rác thải do liên doanh công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech và công ty trách nhiệm hữu hạn điện hơi công nghiệp Tiến Thành làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt kết hợp với sản xuất phân bón hữu cơ, hạt nhựa, kim loại, gạch không nung, qua đó góp phần cải thiện môi trường, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển bền vững. Theo dự kiến, tháng 12 năm 2016 sẽ khởi công xây dựng và tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thành dây chuyền xử lý rác. Khi đi vào vận hành, nhà máy có thể xử lý khoảng 500 tấn rác thải sinh hoạt trên một ngày, đồng thời sản xuất được 71 tấn phân bón hữu cơ trên một ngày, 6 tấn hạt nhựa tái chế trên một ngày, 48 tấn nhiên liệu RDF trên một ngày, 5.063 viên gạch không nung trên một ngày, 7,5 tấn phế liệu kim loại trên một ngày và 10.714 bao bì trên một ngày. 9 tháng, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh đã đón và phục vụ hơn 74.000 lượt khách đến tham quan. Riêng tháng 9, thời điểm diễn ra lễ hội Lam Kinh đã đón được 30.000 lượt khách. Để đạt được kết quả trên, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh đã chú trọng xây dựng đội ngũ thuyết minh, từng bước chuyên nghiệp, giỏi về nghiệp vụ, hiểu biết giá trị sâu sắc của di tích để phục vụ giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá. Tiếp tục vận hành trạm ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Lam Kinh và trang website di tích lamkinh.vn nhằm tuyên truyền quảng bá sâu rộng hơn nữa đối với nhân dân cả nước. Thống kê của ngành nông nghiệp cho biết, đến thời điểm hiện tại, diện tích gieo trồng cây vụ đông trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt 70% kế hoạch. Một số huyện đồng bằng như Tĩnh Gia, Nga Sơn, Hà Trung gieo trồng cây vụ đông mới chỉ đạt tỷ lệ trên 40%. Ngoài nguyên nhân bà con nông dân chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết khiến tiến độ thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông chậm, nguyên nhân chính vẫn là do chính quyền nhiều địa phương còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo đôn đốc. Việc gieo trồng cây vụ đông chậm tiến độ tiềm ẩn nguy cơ sâu bệnh gây hại sang vụ chiêm xuân tới nếu không có biện pháp canh tác hợp lý. Để mở rộng diện tích vụ đông, nâng cao sản xuất lương thực và các loại cây có giá trị kinh tế cao trong khung lịch thời vụ tốt nhất, thời điểm này chính quyền các địa phương và các cán bộ nông nghiệp, cán bộ khuyến nông cần bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa, tiếp tục trồng các loại cây ưa lạnh có thời vụ muộn hơn như khoai tây, hành, tỏi và rau màu hàng hóa. Ngày 11 tháng 10, thông tin từ Công an huyện Ông Cấm cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích do tranh giành địa bàn gặt lúa xảy ra tại xã Trường Minh, huyện Ông Cấm. Theo trình báo của ông Trần Văn Hoàn, ngụ thôn Phú Đăng, xã Trường Minh, ngày 19 tháng 9, ông có thuê máy gặt về giúp dân trong thôn. Khi máy đang gặt thì có một nhóm người đến đe dọa, dùng mã tấu uy hiếp không cho tiếp tục công việc. Cũng theo ông Hoàn, khi ra đến quán nước, một người tên Hiệu đã hô hoán đồng bọn rượt đánh ông bằng dao, kiếm. Lúc này anh Nguyễn Văn Trung, cháu ông Hoàn đã đứng ra can ngăn, giảng hòa, nhưng nhóm người này không nghe và xông vào đánh cả anh Trung. Qua điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, ông Hoàn bị chấn thương phần mềm, anh Trung bị đa chấn thương với nhiều vết chém sâu, kéo dài. Hiện chú cháu ông Hoàn đã được xuất viện điều trị tại nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Nông Cống đã vào cuộc điều tra, đưa các nạn nhân đi giám định thương tích, đồng thời triệu tập những người có liên quan để điều tra làm rõ sự việc. Hạ tầng khu dân cư phường Đông Thọ, những hố bê tông không có nắp đậy, không biển cảnh báo, vật liệu thải ngổn ngang, những chiếc cống bê tông chất cao có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng khu vực này lại là nơi vui chơi của hàng trăm trẻ em ở các khu phố lân cận trên địa bàn phường. Còn tại mặt bằng dự án ven sông Hạc, vào mỗi buổi chiều, rất đông người lớn và trẻ nhỏ vẫn đi bộ, đạp xe, vui chơi trên những con đường mới mở, bất chấp phương tiện giao thông qua lại nhộn nhịp. Được biết, trong quy hoạch, dự án này có dành quỹ đất để xây dựng công viên xanh, nhưng đến giờ công viên vẫn chưa hình thành. Chiều cũng hay cho ra cháu ra chơi, nhưng mà cũng phải đẩy đi về chứ không dám bỏ. Bỏ đây xảy tai nạn cũng không được. Các cháu đây rất chi là đông, từ nhỏ và các ông bà già là cũng rất chi là nhiều, rất chi là muốn là có một cái sân chơi và đường đi bộ để các cháu được có một cái không khí trong lành sạch đẹp, nhưng
đi cái khu đây, nói đi thôi nhưng mà cỏ cũng rất nhiều và những cái ống cống này, những hố này vẫn còn đang là lởm nhởm, chưa để cho các cháu an toàn thực sự được. Vui chơi là nhu cầu chính đáng của con trẻ. Ông bà cha mẹ cũng vì thương con, cháu mà hàng ngày phải cùng con rong ruổi trên những sân chơi tự phát này. Mà trẻ con thì ham vui, còn người lớn đôi khi cũng không thể lường hết những nguy hiểm có thể xảy ra. Chính vì vậy, việc trẻ em vui chơi ở những mặt bằng xây dựng chưa hoàn thiện như thế này rõ ràng là không an toàn.